Khải này, ông bảo nếu ông có mệnh hệ gì, cháu để mắt tới Sơn Ca giúp ông nhé. Không sao đâu ông, chỉ là tiểu phẫu thôi. Ông vào đấy về tiếng rồi lại khỏe mạnh đi ra ấy mà. Biết thế, nhưng nhỡ có sơ sót thì sao? Không sơ sót gì cả. Bây giờ khoa học tiến bộ, ông chỉ cần vào ngủ một giấc dậy là xong rồi. Cả Vân nữa, cố gắng lên cháu nhé. Vâng ạ. Đến giờ rồi, đi thôi ông. Ông cứ yên tâm nhé. Cậu đừng lo, ông sẽ ổn thôi. Chắc chắn là như vậy. Lại mày. Chú đến thăm bố sao không dám vào? Kệ mẹ tao. Sao mày cứ bám theo tao thế? Tao chả có thăm hỏi gì đâu. Tao đến chỉ để xem ông ấy có di chúc gì cho tao thôi. Hay là con Sơn Ca nó giấu tao? Này, hay ở gần nhau, nếu mà nó giấu chú cái gì, báo chú câu nhá. Có trăm cho chú mượn, gia đình gửi xe, toàn tiền chẵn. Chú cảm ơn nhé. Mai chú giả, yên tâm.